Garena. Những trận đấu hấp dẫn của Yobot NFL Spring 2022 đã có mặt trên tất cả các kênh sóng của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports. Nhớ đón xem tuần thi đấu thứ 5 vào lúc 18 giờ ngày 25, 26 và 27 tháng 3 năm 2022 trên fanpage YouTube Boya của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports nha. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Tâm Điểm Meta, lại thêm một bản cập nhật mới mà chúng ta lại gặp nhau. Hãy cùng mình phân tích những sự thay đổi sẽ ảnh hưởng đến meta tại các giải đấu nhé các bạn. Đầu tiên, hãy chào đón nhân vật mới, Kenta. Kenta mang theo khiên thịnh nộ chi tiết tại level 6, hình thành một khiên chắn phía trước có chiều rộng 5m, giúp giảm 50% sát thương của vũ khí phía trước, kéo dài trong 5 giây và làm mới khi người dùng bắn, thời gian hồi chiêu 160 giây. Tổng quan chung để chấm điểm cho nhân vật này, 6 trên 10 là điểm số mà tôi sẽ đánh giá cho Kenta. Tại sao lại chấm điểm khiêm tốn vậy ư? Để tôi giải thích cho các bạn một chút nha. Thứ nhất, Kenta chỉ giảm được 50% sát thương trước mặt. Lấy ví dụ, khi bị công bởi súng sạc, vũ khí đến thời điểm này có sức mạnh cực lớn thì chỉ một viên vào đầu, 50% sát thương vẫn sẽ làm bạn đi ngay tức khắc. Điều này sẽ không phù hợp với những vị trí chơi tầm gần. Đồng thời, khiên của anh chàng này cũng không thể thay thế được cho bom keo. Chỉ khi bạn đang chạy mà muốn không mất thời gian đặt bom keo thì có thể sử dụng Kenta như một phương pháp thay thế tạm thời, mà điều này Chrono thừa sức làm được. Thứ hai, khi người chơi bắn, khiên của Kenta sẽ được làm mới lại, tức là khiên bị mất ngay sau khi người chơi sử dụng súng. Như mình đã phân tích ở trên, chỉ chặn được sát thương thì bom keo và Chrono sẽ là hai thứ dễ dàng thay thế được cho Kenta. Thứ ba, thời gian hồi chiêu quá lâu. Kenta có thời gian hồi chiêu tại level 6 là 160 giây, lâu hơn hẳn với Chrono là 40 giây. Khi bạn sở hữu, nhân vật không thể chặn hoàn toàn sát thương và thời gian hồi chiêu lâu, Kenta có phải sự lựa chọn hoàn hảo? Nhưng nào, hãy vội khoan. Mặc dù solo, nhân vật mới này không thích hợp, thì squad lại là khá đáng để sử dụng. Nếu tanker không phù hợp, thì khiên của Kenta lại hợp lý với thể thức squad, phù hợp cho cover hoặc sniper. Khi các sát thương xa bị yếu đi đáng kể thì Kenta sẽ là khiên đỡ đạn giúp bạn chạy vị trí, di chuyển đến các khu vực an toàn hợp lý rất nhiều. Kenta hợp với chiến thuật thủ nhiều hơn là công, nhưng với người chơi thích ăn kill từ xa, kỹ năng này cũng rất đáng để xem xét đấy nha. Mặc dù Kenta hiện cũng đang nhận khá nhiều ý kiến trái chiều, nhưng với mình đây cũng là kỹ năng chủ động đáng để trải nghiệm. Vậy theo bạn, kỹ năng Kenta được bao nhiêu điểm? Comment ngay xuống phía bên dưới để mình và mọi người cùng biết nha. Gợi ý combo kỹ năng của Kenta: Kenta cộng Joseph cộng Kenley và Andrew. Bộ kỹ năng thiên về phù hợp cho việc chạy nước rút và giao tranh. Bên cạnh nhân vật mới, một số kỹ năng cũng sẽ được làm mới. Đầu tiên là cô nàng A124. A124 dường như bị lãng quên khá nhiều tại các bản cập nhật. Mặc dù cô nàng này sở hữu kỹ năng chuyển đổi EP thành HP với tốc độ cực cao, nhưng dường như nó vẫn chưa đủ độ hot cho chính bản thân kỹ năng chủ động này. Nên tại OB33, A124 sẽ được tái sinh với kỹ năng hoàn toàn mới tại level 6, phóng ra một sóng điện từ 8m, vô hiệu hóa kỹ năng của kẻ địch và làm gián đoạn thời gian hồi chiêu của chúng, kéo dài trong 30 giây, thời gian hồi chiêu là 50 giây. Với kỹ năng độc đáo này, nhất là khi solo 1v1, A124 sẽ khiến cuộc chiến công bằng hơn bao giờ hết khi các kỹ năng chủ động được tắt hết. Với khu vực phát sóng chỉ 8m, A124 phù hợp với người chơi tầm gần trong các giao tranh. Đồng thời, A124 có thời gian hồi chiêu ngắn với 50 giây mà thời gian kỹ năng kéo dài đến tận 30 giây. Khoảng thời gian đó có đủ để hạ gục đối thủ? Comment cho mình ở ngay phía bên dưới nha. Và một vài kỹ năng dành cho A124. A124 cộng Kelly thức tỉnh cộng Hayato và Andrew. Đây sẽ là combo dành riêng cho tay cận chiến đây nha. Tiếp theo là Nikita. Nếu cô nàng này với kỹ năng cũ tăng tốc độ thay đạn tiểu liên chỉ phù hợp với một số người chơi và không có quá nổi bật để sử dụng, thì tại bản cập nhật mới, Nikita tại level 6 sẽ thay đổi như sau. Tốc độ thay đạn tăng 24%, 6 viên đạn cuối cùng trong súng tiểu liên của người chơi sẽ gây thêm 10% sát thương. Với bản cập nhật này, Nikita và A124 sẽ là bộ đôi khá phù hợp với nhau cùng combo A124 cộng Nikita cộng Andrew và Maxim. Và cuối cùng, nhân vật được thay đổi tại OB33 sẽ là Steppy.
thêm một cô nàng nữa sẽ có những nâng cấp như sau. Tạo một khu vực 4m, cản vật ném, đồng đội trong khu vực sẽ được hồi phục lại 10% độ bền của giáp mỗi giây và sát thương đạn của kẻ thù sẽ giảm 20%, kéo dài trong 15 giây, thời gian hồi chiêu là 90 giây. Các hiệu ứng không chồng lên nhau, mặc dù có những sự thay đổi nhưng Steffi vẫn sẽ khá kén người chọn khi nhân vật này sẽ phù hợp cho những vị trí y tá, hậu cần hơn những vị trí tanker hay sniper hoặc support cũng khá kén với kỹ năng này. Nhưng với liên hoàn những kỹ năng được đặt cạnh nhau như vậy, Steffi vẫn giúp bạn đa dạng trong các lựa chọn kỹ năng bị động hơn. Combo kỹ năng gợi ý: Steffi, Capella, Moko và Paloma. Bên cạnh đó cũng sẽ có một số nhân vật được cân bằng lại như sau: Caroline khi cầm súng ngắm, tốc độ di chuyển tăng 3, 4, 5, 6, 7, 8% đến 6, 7, 8, 9, 11, 13%. Arthur, sau khi hạ gục kẻ địch, vị trí của những kẻ địch khác trong phạm vi 20, 30, 35, 40, 45, 50m sẽ tăng lên 25, 35, 45, 55, 65, 75m. Từ vị trí hạ gục kẻ địch, thông tin sẽ được chia sẻ đến đồng đội trong 4 giây đến 6 giây. Rafael, khi sử dụng súng ngắm và súng trường tầm xa, tiếng súng sẽ tĩnh lặng và phát bắn chúng sẽ khiến kẻ địch mất máu nhanh hơn từ 20, 23, 27, 32, 38, 45% đến 40, 50, 60, 70, 80, 90%. Và Tiva, tăng tốc độ cứu 10, 13, 16, 19, 22, 25% đến 15, 18, 21, 24, 27, 30% sau khi cứu thành công. Hồi lượng máu từ 15, 20, 25, 30, 35, 40 HP đến 25, 30, 35, 40, 45, 50 HP trong 5 giây. Trong tất cả những nhân vật được cân bằng lại thì Rafael là nhân vật có khả năng mạnh mẽ nhất. Khi phát bắn chúng sẽ làm kẻ địch mất máu đến 90%, gấp đôi so với thông số cũ. Đây sẽ là trợ thủ cực ngon cho các sniper đấy nha. Tiếp đến, chúng ta sẽ chào đón vũ khí mới G36. G36 cho phép sử dụng hai chế độ tầm bắn và tấn công. Nhìn chung, hai chế độ có sức sát thương ngang ngửa nhau, nhưng ở chế độ tấn công, độ giật sẽ nhẹ hơn so với những gì ở chế độ tầm bắn đã có. So sánh với hai khẩu súng tương tự với G36 là AK và SK. AK có sức sát thương nhỉnh hơn G36 và độ giật cũng nhẹ hơn. Mặc dù AK được biết đến là khẩu súng có độ giật khá cao, SK cho đam nhỏ nhất, nhưng về độ giật và ổn định cũng như tốc độ thay đạn thì SK hơn hẳn hai khẩu súng kia rất nhiều. Để giao tranh, nếu không dùng ống ngắm, G36 sẽ cực kỳ giật. Ống ngắm cũng chỉ giải quyết một chút về điểm yếu này thôi. Để sử dụng combo kỹ năng giảm điểm yếu của G36, gợi ý của mình sẽ là Toruno, Rafael, Dasa và cuối cùng là Moko. Tiếp theo là hàng loạt súng sẽ được sử dụng chip để nâng cấp bao gồm VSS, MP5, M60, M4A1, M14, K98K, Plasma và FAMAS. Khẩu súng đáng chú ý nhất đối với mình sẽ là FAMAS, M14 và M4A1. Đây là những khẩu súng dồn đam, thế nên chip nâng cấp sẽ cực kỳ là bá cháy đấy nha. Và sẽ có hàng loạt vũ khí được đổi chỉ số. Những vũ khí được tăng chỉ số sức mạnh bao gồm có SCA cộng XM8 và Parafa tầm bắn cộng 5%, AN94 tầm bắn cộng 4%, AUG tầm bắn cộng 6%, K98K thời gian đổi súng cộng 20%, MP40 độ ổn định cộng 15%, tốc độ chạy khi cầm cộng 15%, tốc chạy khi bắn cộng 10%. Và những vũ khí giảm chỉ số gồm có M4A1 và Mark 10 tầm bắn trừ 4%, M249 và Thompson tầm bắn trừ 3%, FAMAS tầm bắn trừ 2%, VSS và M1873 tầm bắn trừ 15%, Mini Uzi tầm bắn trừ 8%. Và một số shotgun tiểu liên đáng chú ý được thay đổi chỉ số: M1014 tầm bắn trừ 16%, tốc độ thay đạn cộng 30%, Spark 12 tầm bắn trừ 8%, tốc độ thay đạn cộng 10%, M1887 tầm bắn trừ 12%, sát thương cộng 8%, tốc độ chạy khi cầm cộng 5%, Mark 7 tầm bắn trừ 15%, sát thương cộng 4%, độ ổn định cộng 10%, súng sạc tầm bắn trừ 10%,
sát thương cộng 5%, UMP tâm bắn trừ 3%, tốc chạy khi bắn trừ 10%, độ ổn định trừ 7%, MP5 tầm bắn trừ 10%, sát thương cộng 10%. Qua một vài chỉ số dưới đây, có thể thấy súng sạc hiện được xem là vua của các shotgun. Mặc dù bị giảm tầm bắn, nhưng sát thương lại được cộng thêm. Điều này càng khiến cho súng sạc trở nên uy tín hơn bao giờ hết. Và nếu để chọi lại duy nhất với súng sạc, thì Mark 7 sẽ là lựa chọn tốt nhất. Với những chỉ số trên đây, Mark 7 sẽ tiếp tục là sự lựa chọn cho nhiều người chơi nếu khẩu súng kia không phải là súng sạc. Đồng thời, việc MP40 được boost sức mạnh cực kỳ là nhiều sẽ là sự lựa chọn trở lại của rất nhiều người chơi đấy nha. Và đó chính là tâm điểm meta tuần này. Theo bạn, tại bản cập nhật này, sự thay đổi nào sẽ thay đổi meta nhiều nhất? Comment để bọn mình cùng biết nha. Giải đấu Yomod VFL Spring 2022 Rush Forward tuần thi đấu thứ 5 vào lúc 18 giờ ngày 25, 26 và 27 tháng 3 2022. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu esports đỉnh cao.